Ngoài hai hoa hậu Việt Nam, dự án phim truyền hình được đầu tư 300 tỷ đồng, còn có sự góp mặt của dàn sao Bình Minh, Ngọc Lan, Vĩnh Thụy, Huyền My, v.v. Vào chiều ngày 17 tháng 11, buổi họp báo giới thiệu dự án phim dài 1.100 tập mang tên Hồ Sơ Lửa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án phim hình sự lớn nhất trong lịch sử truyền hình Việt Nam do hãng phim Người Bảo Vệ thuộc báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, hãng phim Sena phối hợp sản xuất với kinh phí dự trù hơn 300 tỷ đồng, kéo dài từ năm 2017 đến năm 2020. Đây sẽ là loạt phim tái hiện lại quá trình đấu tranh phá các vụ án gây chấn động trong nước suốt 40 năm qua. Kịch bản phim được chắp bút bởi phóng viên kỳ cựu của báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, nhà văn, nhà báo Lại Văn Long và một số biên kịch nổi tiếng khác.